Khi một đứa trẻ được sinh ra, việc khai sinh là bước đầu tiên để chính thức công nhận sự hiện diện của một công dân. Trong quá trình này, việc xác định dân tộc của trẻ là một yếu tố quan trọng được quy định rõ ràng bởi pháp luật. Tôi là người dân tộc Khmer. Quá trình mà khai sinh cho con thì mình đến cái cơ chỗ mà bộ phận hộ tịch á, thì người ta cán bộ người ta cho mình là cung cấp thông tin về cha và mẹ để mà người ta có cái thông tin đó để người ta làm khai sinh cho con. Quá trình thì xác định dân tộc thì nó rất là thuận lợi, tại vì vừa vợ và chồng cũng đều là người dân tộc Khmer, cho nên là nó cũng không có khó khăn gì. Theo quy định tại Điều 8 của Luật Hộ tịch năm 2014 và các văn bản hướng dẫn, việc xác định dân tộc của trẻ em dựa trên dân tộc của cha mẹ. Nếu cha mẹ thuộc cùng một dân tộc, đứa trẻ sẽ được ghi theo dân tộc của cha mẹ. Trong quá trình khai sinh cho con á, thì tôi cũng có gặp nhiều trường hợp người ta cũng đi làm giống như tôi á, thì có người ta không cùng dân tộc, như người Khmer, thì cha Khmer, rồi mẹ lại là người Kinh, hoặc là cha người Kinh, mẹ Khmer. Thì việc xác định dân tộc thì tôi cũng thắc mắc lắm là họ sẽ xác định dân tộc như thế nào. Và tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà tôi cũng thắc mắc, tôi cũng muốn biết là cái quá trình xác định đó là nên xác định là lấy theo dân tộc của ba hay là dân tộc của mẹ, hay là mình lấy cả hai dân tộc. Tôi cũng có một cái băn khoăn nữa là khi mà mình là Khmer, tôi là người Khmer đi, tôi là ba mẹ tôi Khmer hết, và xong rồi ba mẹ tôi mất hết, và tôi lại có người mẹ là người Việt, người ta sinh tôi làm con nuôi, rồi người ta muốn tôi đổi thành người Kinh, người ta mới cho tôi hưởng được cái tài sản. Theo tôi hiểu thì mình là người Khmer, nếu như mà mình sinh thay đổi thành dân tộc Kinh đó, nhưng mình có bị sai phạm gì không? Việc xác định dân tộc khi khai sinh không chỉ là một quy trình hành chính, mà còn là sự ghi nhận về bản sắc văn hóa của mỗi cá nhân và có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của công dân thuộc các dân tộc khác nhau. Để hiểu rõ hơn về những quy định, thủ tục cũng như giấy tờ cần thiết trong việc xác định dân tộc cho con khi khai sinh, cũng như có thể xác định lại dân tộc được hay không, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây. Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Hỏi đáp cùng chuyên gia với chủ đề Những quy định của pháp luật về xác định dân tộc khi khai sinh. Chương trình đang được phát sóng trên kênh TTV11, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Quý khán giả thân mến, quyền xác định dân tộc là quyền nhân thân gắn liền với con người từ khi sinh ra đến khi trưởng thành và không thể tách rời cá nhân. Xác định dân tộc là vô cùng quan trọng để biết cách chính sách của đảng và nhà nước áp dụng cho cá nhân. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu về những nội dung xoay quanh những vấn đề quy định của pháp luật về xác định dân tộc khi khai sinh. Và người sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Trưởng phòng Hành chính Tư pháp và Bổ trợ Tư pháp Sở Tư pháp. Xin chân thành cảm ơn bà vì đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Đã xin kính chào MC Phương Nguyên và quý vị khán giả đang xem đài truyền hình tỉnh Tây Ninh ạ. Dạ thưa bà, câu hỏi đầu tiên á, chương trình muốn dành cho bà đó là bà hãy cho biết trong trường hợp cha và mẹ là hai người dân tộc khác nhau, vậy việc xác định dân tộc cho con khi khai sinh được xác định như thế nào? Kính thưa các quý vị, thì như chúng ta đã biết là tại khoản 2 điều 14 của Luật Hộ tịch năm 2014 quy định, việc xác định quốc tịch, dân tộc, họ của người được đăng ký khai sinh thực hiện theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam và pháp luật về dân sự. Như vậy, việc xác định dân tộc của người được khai sinh được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Và tại khoản 2 điều 29 của Bộ luật dân sự năm 2015 quy định cá nhân khi sinh ra được xác định dân tộc theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ. Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc hai dân tộc khác nhau thì dân tộc của con được xác định theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ theo thỏa thuận của cha đẻ, mẹ đẻ. Trường hợp mà không thỏa thuận được thì dân tộc của con được xác định theo tập quán. Trường hợp tập quán khác nhau thì dân tộc của con sẽ được xác định theo tập quán của dân tộc ít người hơn. Dạ, vậy thì trường hợp trẻ sơ sinh mà bị bỏ rơi á, thì được ba mẹ nhận nuôi, thì cách xác định dân tộc như thế nào ạ?
Thì cũng theo quy định tại khoản 2 điều 29 của Bộ luật dân sự năm 2015 thì trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và được nhận làm con nuôi thì được xác định theo dân tộc của cha nuôi hoặc mẹ nuôi theo thỏa thuận của cha mẹ nuôi. Trường hợp chỉ có cha nuôi hoặc mẹ nuôi thì dân tộc của trẻ em được xác định theo dân tộc của người đó. Dạ vậy còn trong trường hợp trẻ không xác định được ba mẹ nuôi thì sẽ như thế nào ạ? Trong trường hợp mà trẻ không xác định được cha mẹ nuôi thì cũng vẫn theo cái khoản 2 của điều 29 Bộ luật dân sự năm 2015 thì quy định là đối với trường hợp trẻ em bị bỏ rơi, chưa xác định được cha đẻ, mẹ đẻ và chưa được nhận làm con nuôi thì được xác định dân tộc là theo đề nghị của người đứng đầu cơ sở nuôi dưỡng trẻ em đó hoặc theo đề nghị của người đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ em vào thời điểm đăng ký khai sinh cho trẻ em. Dạ, và chương trình ngày hôm nay có nhận được lá thư của quý vị khán giả tên là NHD. Là cá nhân có quyền xác định lại dân tộc hay không và việc xác định lại dân tộc được quy định ra sao? Xin mời bà trả lời câu hỏi này ạ. Như chúng ta đã biết thì theo quy định tại khoản 1 điều 29 của Bộ luật dân sự năm 2015 thì cá nhân có quyền xác định lại dân tộc của mình. Việc xác định dân tộc được thực hiện là theo 3 cái trường hợp như tôi vừa mới nêu ở trên. Còn đối với việc xác định lại dân tộc thì được thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 29 của luật dân sự của Bộ luật dân sự năm 2015 thì cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định lại dân tộc trong 2 trường hợp sau đây. Một là xác định lại theo dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ thuộc 2 dân tộc khác nhau. Hai là xác định lại dân tộc của cha đẻ hoặc mẹ đẻ trong trường hợp con nuôi đã được xác định được cha đẻ hoặc mẹ đẻ của mình đối với việc xác định lại dân tộc cho người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi thì phải được sự đồng ý của người đó và cấm lợi dụng việc xác định lại dân tộc nhằm mục đích trục lợi hoặc gây chia rẽ, phương hại đến sự đoàn kết của các dân tộc Việt Nam. Thì đó là những cái trường hợp được xác định lại dân tộc theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015. Và chắc hẳn là quý vị khán giả có tên là NHD đã có câu trả lời cho riêng mình. Và câu hỏi tiếp theo là việc xác định lại dân tộc của một cá nhân do cơ quan có thẩm quyền nào thực hiện và thời gian là bao lâu thưa bà? Thì như chúng ta đã nói là dân tộc của một đứa trẻ hoặc là dân tộc của một người sẽ được xác định tại thời điểm đăng ký khai sinh và tại điểm A khoản 1 điều 14 của luật hộ tịch năm 2014 thì nội dung trong giấy khai sinh thì có nội dung về dân tộc. Đồng thời tại khoản 2 điều 14 của luật hộ tịch năm 2014 cũng quy định xác định dân tộc của người được khai sinh được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Như vậy có thể hiểu được là cơ quan có thẩm quyền xác định dân tộc tại thời điểm đăng ký khai sinh là cơ quan có thẩm quyền đăng ký khai sinh là Ủy ban Nhân dân cấp xã và Ủy ban Nhân dân cấp huyện nếu cái trường hợp đó là khai sinh có yếu tố nước ngoài. Và khi mà cha mẹ thay đổi dân tộc xong á, thì có quyền thay đổi dân tộc cho con hay không? Và có cần sự đồng ý của con khi thay đổi dân tộc hay không ạ? Theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 và luật hộ tịch năm 2014 thì không quy định về việc thay đổi dân tộc mà chỉ quy định về việc xác định lại dân tộc. Nếu dân tộc của cha mẹ thay đổi do đã được xác định lại dân tộc thì có quyền yêu cầu xác định lại dân tộc cho con theo dân tộc của cha mẹ trong trường hợp cha mẹ cùng dân tộc hoặc theo dân tộc của cha hoặc theo dân tộc của mẹ trong trường hợp cha mẹ không cùng một dân tộc. Và lưu ý là nếu con đã từ đủ 15 tuổi trở lên thì đến dưới 18 tuổi thì phải được sự đồng ý của con. Dạ và câu hỏi tiếp theo muốn dành cho bà đó là trong trường hợp cha và mẹ có 2 dân tộc khác nhau, tại thời điểm đăng ký khai sinh cho con thì đã xác định và thỏa thuận với nhau là đăng ký khai sinh theo cha và một thời gian sau lại muốn đổi dân tộc lại theo mẹ thì có được hay không ạ? Thì như chúng ta đã biết là theo quy định của pháp luật về Bộ luật dân sự thì dân tộc của con được xác định tại thời điểm khai sinh là theo cha hoặc là
theo mẹ thì do cha mẹ thỏa thuận. Thì sau khi cha mẹ tại thời điểm đăng ký khai sinh, thì sau khi cha mẹ đã thỏa thuận cho con là xác định dân tộc là theo cha, nhưng sau đó thì lại đề nghị cơ quan, một thời gian sau mà lại đề nghị cơ quan nhà nước xác định lại dân tộc cho con là theo mẹ, thì có cũng quay ngược lại thủ tục ban đầu, vẫn bám sát cái nguyên tắc về xác định dân tộc cho trẻ em và theo hoặc theo cha hoặc theo mẹ thôi. Thì nếu trong trường hợp đấy cha mẹ có thỏa thuận bằng văn bản và đồng ý là xác định lại dân tộc cho đứa trẻ là theo mẹ, thì chúng ta vẫn thực hiện được thủ tục xác định lại dân tộc của đứa trẻ theo mẹ. Dạ, xin được cảm ơn câu trả lời của bà. Và quý khán giả thân mến, những chia sẻ từ bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó trưởng phòng hành chính tư pháp và Bộ trợ tư pháp Sở Tư pháp vừa rồi, thì Phương Uyên nghĩ rằng cũng sẽ giúp cho quý vị hiểu và nắm được những quy định về pháp luật về xác định dân tộc khi khai sinh. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Hỏi đáp cùng chuyên gia cũng đã hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm và theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị khán giả vào chương trình kỳ sau. Thân mến, chào tạm biệt.